Đây. Ngồi đi nào, anh bình tĩnh đi nào. Mình. Đây. Anh bình tĩnh, còn nếu như anh muốn thì chiều nay chúng ta hẹn gặp nhau trên sàn đấu. Tôi đảm bảo tôi sẽ hạ anh knock out ngay tức thì ấy. Còn bây giờ nhá, anh bạn của tôi chào thân ái và quyết thắng, tôi phải đi. Có cái chuyện gì ở đây vậy? Đang giỡn. Tôi không nghĩ là đang giỡn, các anh đang sắp sửa đánh nhau ấy chứ. Anh An Đông, có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Anh sắp đi đánh nhau với ai à? Anh... thấy Quỳnh Diệu đông vậy? Tôi có thấy cổ nhưng mà cổ đã rời khỏi công ty cách đây 9 phút. Đáng đi ra tôi phải theo dõi cổ nhưng mà lúc đó xuất hiện cô người mẫu nên tôi chuyển qua theo dõi cô người mẫu đó. Tôi chúc cho anh đủ kịp cô ấy. Tôi lúc nào cũng về phe anh hết. Lúc nào tôi cũng ủng hộ anh hết. Mặc dù tôi không hiểu anh đang làm cái gì. Chắc lẽ anh đi xa rồi. Quỳnh Diệu. Chị biết là mấy đứa rất giận chị, nhưng mà nếu cho làm lại từ đầu thì chị cũng sẽ nói chuyện này cho sếp Đông biết. Tại vì nếu không nói thì sẽ không công bằng với sếp Đông, đúng không? Mấy đứa thấy sếp Đông tội nghiệp không? Người mà cứ phải thần thánh đâu mà không mắc phải sai lầm. Rồi mỗi lần họ sai lầm mình lại quay lưng với họ làm sao? Chị là người lớn tuổi nè, chị đã từng đau khổ trong chuyện tình cảm, cho nên chị thấy ai đau khổ chị chịu không có nổi. Mà chị dám chắc một điều là sếp Đông và Quỳnh Diệu hai người cũng còn yêu nhau dữ lắm. Này, cậu thấy không? Cái đám bà tám lúc nào cũng tụm năm tụm ba ngồi nói chuyện tình cảm, người này nói xấu người kia. Mình nói thật đó, công ty trả lương cho họ dù vài đồng đó, mình cũng thấy tiếc. Các chị này, khi nào mà hội nghị riêng hồng của các chị bế mạc ấy, thì nhớ nói với cả lãnh đạo công ty để chúng tôi dọn bữa ăn tối cho nhá. Tôi đi làm việc liền mà Mai Lan. Sao mọi người có chuyện gì xảy ra thế à? Cô Hương ơi. Dạ, em đây ạ. Cô gọi giùm tôi Huyền Diệu đi. Khi nào gọi được thì nói máy cho tôi nha. Dạ, nhưng mà anh ơi, em không biết làm cách nào liên lạc với Huyền Diệu bây giờ ạ. Thì gọi điện thoại chứ làm cách nào nữa. Gọi với số di động á. Không lẽ giờ cần tôi chỉ cách gọi điện thoại di động không? Vâng ạ. Em gọi ngay ạ. Mọi người sắp đi dự đám ma hay sao mà buồn hiu à? Sếp Đông, chuyện là như vậy nè. Huyền Diệu nói với tụi tôi là sẽ rời bỏ công ty của chúng ta. À, thì ra là vậy hả? Cô ấy có nói là khi nào cô ấy đi không vậy? Dạ. Mọi người làm ơn nói dùm cho tôi biết sự thật nó là sao, làm ơn nói cho tôi nghe hết đi. Dạ, chuyện là như vậy nè. Là coi như là Michael á mời Huyền Diệu ra Hội An để làm việc cho công ty của ảnh á. Một công việc rất là tốt và phù hợp với lại Huyền Diệu nữa. Mà anh ấy đang cần những người tài giỏi để làm việc cho công ty của anh ấy. Nhưng mà rất tiếc là Huyền Diệu đã đồng ý rồi. Coi chuyện này nữa hả? Cô Hương à. Dạ. Gọi cho Huyền Diệu giùm tôi, nếu được nói máy về phòng của tôi nha. Vâng ạ, vâng ạ. Nè, cái ông chồng hụt của cậu á, như là con khỉ bị nghiện á. Nghe mình nói, nếu như mình đoán không lầm thì con bé Huyền Diệu nó sẽ sớm rời khỏi cái công ty này. Nếu như cậu còn yêu anh ta và muốn giữ anh ta thì mong mà ghi điểm với anh ta đi nhá. Mình sẽ không để anh ta mang cô ấy đi. Anh ta không thể mang cô ấy đi được. Làm gì vậy? Thì tôi thấy phòng bừa bộn quá thì tôi dọn dẹp dùm cho anh. Nhưng mà cũng chỉ vì tò mò thôi, tôi thử đọc xem có cái gì không. Ai vậy? Thú vị thật đấy. Nhưng mà yên tâm đi, tôi không tiết lộ bí mật ở trong cuốn nhật ký này đâu. Mà anh ấy, tôi thấy Huyền Diệu còn yêu anh lắm ấy. Quay, đoạn này viết hay ghê luôn đấy. Ê. Ừ. Sao anh dám đụng vô đây hả? Anh biết làm vậy là xâm phạm đời tư của người khác không? Anh biết không? Anh biết đây là nhật ký, là chuyện riêng tư của người ta không? Biết. Thế nhưng mà anh cũng đọc chứ gì nữa. Làm cái gì mà cáu kỉnh. Anh đừng có chọc tôi nha. Tôi không có dĩ nể tình bạn đâu. Cho anh đo dáng bây giờ. Anh để cho tôi yên đi. Đây là chuyện riêng của tôi. Ủa? Thì tôi có nói đây là chuyện của tôi đâu. Chẳng qua tôi muốn đọc xem là có cái gì chia sẻ được mà anh không, trên tinh thần là một người bạn. Còn nếu mà anh không chia sẻ thì thôi ok, không chia sẻ nữa. Xin lỗi. Nè, đi. Đi khỏi đây. Cho tôi một mình. Đi đâu, đi đâu, đi đâu? Ra ngoài chơi. Đây. Ừ, anh buồn cười giật tôi. Đây. Này. Đây. Này. Đây. Anh đừng có đối xử với tôi như thế nhá. Ít ra tôi cũng là người tác hợp cho anh với Huyền Diệu nhá. Này. Đây. Ngồi đi nào, anh bình tĩnh đi nào. Đây. Anh bình tĩnh, còn nếu như anh muốn thì chiều hôm nay chúng ta hẹn gặp nhau trên sàn đấu. Tôi đảm bảo tôi sẽ hạ anh knock out ngay tức thì ấy. Còn bây giờ nhá, anh bạn của tôi chào thân ái và quyết thắng, tôi phải đi. Có cái chuyện gì ở đây vậy? Đang giỡn. Tôi không nghĩ là đang giỡn, các anh đang sắp sửa đánh nhau ấy chứ. Lan, đó là chuyện đàn ông của tụi anh, có liên can gì tới ai ở công ty này đâu. Không liên quan tới ai cả, nhưng các anh đã gây mất trật tự ở công ty này. Điều đó không hay ho gì trước mặt các nhân viên cả. Trời đất, các chị đi về, giải tán làm việc đi. Cô Hương đâu đây? Dạ. Tôi nói cô gọi điện thoại cho Huyền Diệu, cô gọi chưa vậy? Dạ, em gọi rồi nhưng mà cô không nghe máy, để em gọi lại bây giờ. Anh định đánh nhau với cả anh chàng Việt kiều đó. Em nghĩ là không thắng nổi đâu, trên tất cả mọi phương diện. Bây giờ anh đang đau đớn vì thấy cô ta đi cùng với anh chàng đó. Nhưng anh phải bình tĩnh, kẻo gây ra chuyện lố bịch đấy. Mai Lan, thật sự là anh không có muốn lớn tiếng với em. Anh cũng không có muốn gây lộn với em làm gì hết. Nhưng mà thật tình mà nói đây là chuyện riêng của anh. Nó cũng không có liên quan gì tới em hết. Cho nên em cũng đừng có mất công làm gì nha. Phải, nhưng nó sẽ có liên quan, nó sẽ thành vấn đề nếu như không phải với em mà với tất cả mọi người ở công ty này. Bởi vì cô ta đang hăm dọa là sẽ rời khỏi SBBT trong thời gian sớm nhất mà. Anh xin lỗi. Sorry, anh không có ý định nghe em nói. Thôi được, em sẽ không làm phiền anh nữa. Nhưng em nghĩ là anh cần thời gian để cân nhắc và suy nghĩ kỹ lưỡng lại đi. Và em tin là anh sẽ quên tất cả những chuyện không hay xảy ra. Ông ơi, xong chưa? Chuẩn bị xong chưa? Để tôi coi. Rửa được á. Nhi, răng đeo mắt kiển ní. Ủa cháu em mắc kiện ní vô không? Dạ lắm. Này, lấy cái ní hỉ. Đeo cái ní vô. Rồi, mắc kiện ní đẹp hơn đi. Đó. Mà đeo bà, vô. Mà bà làm gì bà lăng xăng lít xích gì hả? Từ từ làm giống như đón thổng thấm pháp tới nhà vậy đó. Bình thường giùm tôi chút xíu đi. Mẹ ơi. Ơi. Diệu. Về Diệu rồi. Vậy? Mẹ đây. Con giới thiệu với bố mẹ, đây là anh Michael Tiến, bạn của con. Còn đây là bố mẹ em đấy. Rồi, cháu chào hai bác ạ. Chào anh, tôi là Đơn, Quang Linh Đơn, bố của cô bé Quỳnh Diệu đây. Dạ, vợ chồng tôi rất là vui mừng khi mà anh định chơi nhà chúng tôi rửa. Mà làm sao anh quen được với con gái tôi vậy? Tụi cháu quen nhau hồi ở Hội An bác ạ. À vậy à? Chưa chứ mà nói rửa rồi. Dạ, mời anh ngồi. Mời. Dạ. Cậu Michael Tiến uống cái gì? Rượu hay bia? Dạ cảm ơn bác, nhưng mà những thứ đó chứ ít dùng lắm. Dạ. Vậy vậy thì tốt, vậy uống trà ngon nha. Uống trà ngon. Bà. Dạ. Xuống pha bình trà ngon giùm tôi cái. Dạ biết rồi. Dạ xin phép anh. Dạ. Trà ngon Thái Nguyên. Tôi có ông bạn ngoài Bắc á mới gửi vô cho một ký. Uống ngon lắm. Em xin phép, con xin phép thưa bố. Alo. Hương hả? Tớ đang ở nhà. Có chuyện gì vậy? Trời ơi, anh An Đông nổi giận rồi bắt tớ gọi điện cho cậu bằng được đấy. Để làm gì? Thì anh ấy muốn nói chuyện với cậu. Cậu thử tưởng tượng xem. Anh ấy lồng lộn khắp công ty lên. Biết cậu đi cùng anh Michael á, anh ấy đuổi theo giống như là người chạy Việt dã mà sắp về đích vậy đó. Nhưng mà chắc là không đuổi được nên anh ấy quay về công ty rồi là quát tháo mầm mỹ lên, bắt tớ phải gọi điện cho cậu bằng được thì thôi. Hương à, đừng có nói anh An Đông là tớ ở đâu nhá. Tớ không muốn gặp nhiều phiền muộn rắc rối nữa. Tớ đang tiếp anh Michael ở nhà đây này. Nhưng mà Huyền Diệu, anh ấy biết hết rồi. Anh ấy biết cậu sắp rời khỏi công ty và đi cùng với anh Michael rồi. Ai đã nói cho anh ấy biết? Hay là các cậu lại bếp xếp nữa hả? Chúng tớ không có bếp xếp. Cậu thừa biết rằng là mọi người dở khóc dở cười khi biết cậu sắp bỏ công ty để đi với anh Michael. Thì đúng lúc là mọi người đang sụt sịt thì anh An Đông anh đi tới. Rồi anh tra khảo thì mọi chuyện cũng lòi ra thôi. Mà chị Tâm á, chị rất là thương anh An Đông cho nên chị không nỡ giấu. Rồi lại thêm bà Thanh Béo, bà ấy nói lộ ra là cậu sắp rời khỏi công ty và đi với anh Michael. Trời ơi, các cậu lại hại tớ rồi đấy. Từ lúc biết tin cậu đi với Michael á, anh An Đông anh ấy nổi điên, nổi khùng lên. Anh ấy cãi nhau, mà hình như là anh ấy đánh nhau với anh Mạnh ý. Hai người xô đẩy nhau ra hành lang. Cho nên bây giờ anh Mạnh anh bỏ đi mất tiêu rồi. Cái gì? Họ đánh nhau ấy hả? Làm sao có thể tin nổi, trời sập cũng không thể tin nổi. Họ là hình với bóng mà. Ừ, nhưng mà cũng có thể, bởi vì anh An Đông nổi điên có thể là do căng thẳng quá lâu đấy. Hiện giờ anh ấy đang ở đâu vậy? Anh ấy hả? Đang đóng cửa phòng im ỉm và chờ tớ chuyển cuộc gọi cho cậu đấy. Tớ xin cậu đấy Hương à. Cậu đừng có nói với anh An Đông là tớ ở đâu. Còn nếu có thể thì cậu nói là đã tìm nhưng mà không gặp được tớ nhé. Được không? Tớ xin cậu đấy. Trời ơi, vậy tớ biết đối diện với cái cơn giận của anh ấy như thế nào bây giờ. Thôi rồi, thế cậu tắt máy đi nhá. Ừ, tớ sẽ tắt máy ngay đây. Hương này, tớ nhờ cậu giúp tớ ngay một việc nhá. Cậu vào tìm cho tớ một quyển sổ ở một nơi nào đó trong phòng làm việc ấy. Tìm và cất kỹ giùm tớ nhá. Không cho ai biết ngoài cậu ra nhá. Cậu là người hiểu tớ nhất mà. Ừ, được rồi. Hãy tin tớ, tớ sẽ làm ngay. Ừ, chào cậu, gọi lại sau nhá. Có chuyện gì rồi con? Anh An Đông gọi điện tìm con mẹ. Nhưng mà con không muốn gặp anh ấy. Mẹ ạ, khi nào mà anh An Đông gọi điện về nhà tìm con thì mẹ bảo là không biết con đang ở đâu mẹ nhá. Nhưng mà tài răng rửa. Chắc con sẽ đến Hội An làm việc với anh Michael mẹ ạ. Con nói chi? Mẹ ngồi xuống đây. Con sẽ nói cho mẹ nghe ạ. Sao rồi? Nói chuyện với Huyền Diệu chưa? Giờ Huyền Diệu đang đâu? Huyền Diệu đang ở nhà. Nhưng cô không muốn cho anh An Đông biết. Mọi người cấm có bếp xếp cái gì nhá. Huyền Diệu dắt Michael về ra mắt mẹ vợ rồi phải không? Trời ơi, ở đây mà tôi kiếm nó muốn chết luôn. Ê, em gọi cho Huyền Diệu giúp xếp đông chưa? Chị Tâm, Huyền Diệu đang ở nhà. Vậy hả? Huyền Diệu đang dắt chàng rể tương lai về ra mắt mẹ vợ. Tụi mình sắp sửa được ăn đám cưới to rồi. Cô Hương ơi. Dạ. Trời đất ơi, tại sao chỗ làm cô không ngồi làm hả? Rồi đi vô đây tụm năm tụm ba nói chuyện chi vậy hả? Tại sao vậy? Dạ, em đi kiếm cho Huyền Diệu quyển sổ nhưng mà em không thấy cho nên em mới phải vào đây ạ. Vậy là cô nói chuyện với Huyền Diệu rồi phải không? Sao không nói máy cho tôi vậy? Dạ em chưa có nói chuyện với Huyền Diệu. Mà cái chuyện mà Huyền Diệu nhờ em tìm quyển sổ là từ trước khi cô ấy đi ra khỏi công ty cơ ạ. Chuyện tôi nhờ cô gọi cho Huyền Diệu tới đâu rồi? À, Huyền Diệu tắt máy ạ. Em gọi không được ạ. Cô nói thiệt không? Cô nói thiệt không? Em nói thật ạ. Cô nhìn vô mắt tôi nè. Nhìn đi, nhìn thẳng vô mắt tôi nè. Để làm gì ạ? Để là tôi biết cô có nói thiệt hay là cô nói xạo. Nhìn đi. Cô nói chuyện với Huyền Diệu chưa? Nói chuyện chưa? Chưa. Cô biết Huyền Diệu ở đâu không? Không ạ. Nhìn cái mặt của cô là tôi biết cô nói xạo rồi. Đúng không? Cô nói xạo đúng không? Hả? Tại sao cô cư xử với tôi như vậy? Hả? Tại sao vậy? Anh nghĩ thế nào cũng được ạ. Anh xử lý thế nào cũng được, em chịu hết ạ. Rồi. Coi như là tôi thua cô. Tôi thua tất cả các cô ở đây luôn. Tôi nhìn từng người là tôi biết mọi người đang có một cái niềm vui. Đúng không? Mọi người đang có một niềm vui khi sếp của các cô Huyền Diệu á, đi cùng với một chàng trai sắp rời khỏi công ty này. Đúng không? Từng người, những niềm vui, những sung sướng âm thầm. Các cô sung sướng lắm. Khi thấy sếp của cô, tổng giám đốc mới của SBBT sắp rời khỏi đây rồi. Chắc là các cô căm thù tôi lắm phải không? Căm thù tôi dữ lắm phải không? Ừ. Các cô trung thực đi. Các cô nói thẳng ra đi. Các cô rất vui mừng khi Huyền Diệu rời khỏi công ty này. Các cô rất vui mừng khi Huyền Diệu đi với chàng trai Việt Kiều kia chứ gì nữa đúng không? Được. Xin chúc mừng. Chúc mừng. Tôi cũng đi luôn. Tại sao sếp nói mình vui mừng khi biết Huyền Diệu rời khỏi công ty này? Rồi tại sao sếp nói mình căm thù sếp? Trời ơi, cái đầu của ổng có vấn đề rồi đó. Thôi kệ chị, cho anh ấy muốn nghĩ gì thì nghĩ. Chắc là tại mấy hôm nay anh ấy nhũn não thôi chứ chắc chả làm sao đâu. Anh ấy thần kinh thép mà. Tao tưởng thôi ổng nhào vô ổng cho tụi mình đứa một tay rồi đó. May mà ổng rút cái tay ổng lại kịp ạ. Nè, sếp Đông đâu có cư xử thô bạo đâu mà nói vậy. Không dám đâu. Ông Mạnh kìa, bạn thân ổng còn ném quýnh. Huống chi mình, ổng cũng đâu có tha. Tụi bay á, đáng bị đánh đòn lắm. Tại sao dám nói láo sếp? Hương à, em á nghe, trong sổ bị đen của sếp á, em đứng đầu á. Thôi chị đừng có mà dọa em. Anh An Đông rất là quý bọn mình. Thực ra Em cũng đâu có muốn nói dối anh ấy đâu. Thôi được rồi, nếu con đã quyết định như rửa để mà thay đổi cuộc sống của con thì mẹ ủng hộ con, hiểu chưa? Con cứ ra ngoài Hội An với anh ấy đi. Mẹ thấy anh ấy cũng đàng hoàng tử tế. Đúng ạ, anh ấy là người rất tử tế và tốt bụng với con đấy mẹ ạ. Nhưng mà mẹ thấy một người như rửa mà chưa có chi à? Liệu con có rắc rối về một người đàn bà nào khác không? Không có đâu mẹ, anh ấy là một người đứng đắn, là bạn của chị Cầm Linh. Con rất tin tưởng anh ấy mẹ ạ. Ừ, Hội An thì cũng hơi xa đó. Con mà ra mà làm việc ở đó rồi con ở lại á, thì chắc chắn là bố mẹ phải ra ở với con thôi. Nhưng mà bố mẹ thì quen ở đây rồi. Trời ơi, ra một nơi mới không biết thích nghi được không nữa đây. Mẹ à, con chỉ đi làm việc, có nghĩ gì xa hơn đâu mẹ à. Cũng không nghĩ đến chuyện là sẽ... chuyện chồng con hay gì cả. Mà bây giờ anh ấy có nói lời cầu hôn thì cũng chưa chắc con đã nhận lời đâu mẹ ạ. Thì mẹ nói như rửa thôi. Mẹ nghĩ thì nếu con đã nhận lời đi ra Hội An với anh ấy rồi thì con phải có một chút mối tình cảm với anh ấy chứ, phải không? Mẹ cũng có cảm tình với anh ấy đó. Thôi làm răng mà vui vẻ, thoải mái là được. Vậy là mẹ đồng ý rồi đấy nhá. Ừ. Con ra đó, thu xếp được chỗ ở, con sẽ đón bố mẹ ra với con. Nhưng không có nghĩa là con bắt bố mẹ phải ở luôn ngoài đó với con đâu. Bố mẹ muốn ở bao lâu thì tùy thích. Ôi chao trời ơi, răng được rửa 3 người mà ở 2 nhà mà răng con. Không được Ngô. Hơn nữa con đi như rửa, mẹ nhớ con lắm, mẹ chịu không nổi Ngô. Mẹ à, anh Michael nói là sẽ thuê cho con một cái nhà ở cạnh bờ biển, đủ cho một gia đình sinh sống. Con cũng không thể nào sống thiếu bố mẹ được, con sợ xa bố mẹ lắm mẹ ạ. Thôi như rửa đi, biết chưa, mẹ cũng chưa tỉnh được. Nhưng mà mẹ nghĩ á, nếu như mà bố mẹ ra ngoài nữa, ở chung với con như rửa, có trở ngại cho con không? Sao mẹ lại nói vậy? Gia đình chúng ta lúc nào cũng 3 người, dù con đi đâu, làm ở đâu cũng thế thôi mẹ ạ. Thôi, được rồi, như rửa đi. Mẹ với con biết chưa, còn một trở ngại lớn lắm á, là phải thuyết phục bố con. Đúng chưa? Bố con không dễ dàng gì mà cho con rời bỏ ở đây mô. Con biết tính bố con rồi. Ông ấy là không dễ dàng gì từ bỏ những cái chí mà ông đã gắn bỏ. Con phải rời khỏi SBBT. Bố và Ninh Lâm cũng phải rời khỏi nơi đó mẹ ạ. Có nghĩa là bố và Ninh Lâm sẽ không có việc làm nữa. Con đang băn khoăn áy náy về việc này. Có lẽ con phải nói chuyện với anh Michael thôi mẹ ạ. Ừ, rửa đi. Đây là tất cả những cái thành tích học tập mà giỏi giang của con Diệu nhà tôi đó. Đó, nó luôn luôn lúc nào là cũng là đậu xuất sắc rồi bằng khen rồi không? Thấy không? Ừ. Nó là của gia bảo của vợ chồng tôi đó cậu. Nó phải khoe cậu. Từ ngày mà nó đến đi đến trường cho đến khi mà nó đậu hết 2 trường đại học rồi thêm cái bằng thạc sĩ nữa. Bao nhiêu là nó cũng đạt tới thành tích tốt nhất ở trong học tập thôi. Đó. Không có gì mà nó không giật được những bằng khen với khen. Ở vô cái đó đi. Yeah. Đó. Nếu như chuyện đó xảy ra như vậy thì ai sẽ làm tổng giám đốc mới của công ty này? Hội đồng quản trị sẽ quyết định điều đó. Nhưng mà Huyền Diệu cũng không thể ra đi đâu, trừ phi là... Không, khoan. Cái người xứng đáng để làm tổng giám đốc mới cho cái công ty này không ai khác phải là cậu. Biết sao không? Tại vì như thế này là mình sẽ phân tích rõ ràng cho cậu hiểu nhá. Bây giờ không thể nào mà lại bắt bác An Thi phải cáng đáng cái chức tổng giám đốc nữa. Vì thứ nhất là bác đã lớn tuổi rồi và bác cũng không muốn dính líu vào chuyện làm ăn của công ty nữa. Cái tuổi của bác bây giờ là cái tuổi mà an nhàn và đi du lịch, chứ không phải là tuổi lúc nào cũng phải đo đầu lên để mà lo những cái vấn đề kinh doanh. Còn anh Đăng Dương, anh của cậu á, thì mình nói cậu đừng buồn, anh ấy không thể nào làm được. Tại vì ngay sau khi mà anh ấy được bổ nhiệm làm tổng giám đốc của công ty này thì công ty SBBT sẽ đùng một cái bị đóng cửa. Toàn bộ cổ phần sẽ được bán cho công ty khác. Và toàn bộ nhân viên sẽ bị cuốn gói đi ra ngoài đường. Còn nữa thì như vậy rõ ràng chúng ta đánh vòng và hiểu được rằng chỉ có một mình cậu có thể làm tổng giám đốc được của công ty thôi. Tại vì sao? Cậu yêu công ty, cậu đầy nhiệt huyết và cậu muốn giành lại công ty, muốn cho công ty được thành công vang dội, đúng không? Bây giờ cậu nghĩ xem, không là cậu thì chẳng còn là ai cả. Tại vì cậu thông minh, cậu lại cũng có tài, về kinh doanh, mà mình sẽ là một người giúp đỡ cậu hết mình. Mình có thể giúp cậu lo về vấn đề kinh doanh của công ty, như là quản lý kinh doanh chẳng hạn, cậu thấy không? Rồi bên cạnh đó mình cũng có thể giúp cậu về vấn đề nhân sự. Thực sự là mình có thể làm rất tốt những chuyện đó, mà tại vì mình không có cơ hội thôi. Cậu nghĩ đi, thực sự là cái nhân sự ở trong công ty mình bây giờ đang cực kỳ có vấn đề. Cậu nói xong chưa? Chưa xong, để mình nói tiếp. Rồi, nếu như mà mình cáng đáng chuyện đó thì mình sẽ đảm bảo với cậu rằng nhân sự của công ty sẽ rất là tốt, nhịp nhàng và đâu vào đó. Được đó, thôi bây giờ mình xong rồi. Có gì không? Tốt. Nghe cậu hồi mỏi tai quá. Cậu đã nói đúng với hai người, đó là về anh Đăng Dương và bác Anh Thi. Nhưng vẫn còn có một ứng cử viên nữa, đó là anh An Đông. Cậu bị ấm đầu à? Cậu bị man mát à? Thế sao lại là An Đông? Tại sao nó không phải là anh ấy? Bởi vì bây giờ anh ấy đang rất thất vọng về mối quan hệ của Huyền Diệu. Huyền Diệu không bao giờ tha thứ cho anh ấy cả. Hơn nữa, anh ấy còn đang lăn lộn với cả anh chàng Việt kiều kia. Đây chính là cơ hội, đây chính là thời điểm thích hợp để tớ ủng hộ anh ấy, để tớ ở bên cạnh anh ấy, và tớ sẽ giành được tình yêu của anh ấy trở lại. Tớ sẽ phải làm được điều đó. Cậu nặng lắm rồi Mai Lan ạ. Từ sáng tới giờ cậu có uống tí thuốc an thần nào vào đầu chưa? Cậu nghĩ đi, cậu nghĩ rằng chỉ một hành động cao thượng của cậu mà cậu có thể kéo lại anh An Đông về à? Bởi vì cậu không hiểu, bây giờ anh An Đông anh ấy cảm thấy là anh ấy đã bị dồn vào chân tường và không còn một lối thoát nào khác. Và anh ấy sẽ phải hiểu là người duy nhất ở bên cạnh anh ấy bây giờ chính là tớ. Rồi Mai Lan ơi, cái đầu của cậu á. Cô Hương à? Dạ. Chắc cô cũng không gọi được cho Huyền Diệu phải không? Vâng, cô tắt máy ạ. Tôi gọi cũng không được luôn, tắt máy rồi. Cô có gọi về nhà cho Huyền Diệu không? Dạ em gọi rồi, nhưng mà hai bác nói là không biết Huyền Diệu đi đâu ạ. Hy vọng là mấy cô không có nói dối tôi nha. Đừng để tôi đích thân tới nhà Huyền Diệu nha, gọi thẳng về nhà Huyền Diệu nha. Nửa tiếng nữa mà tôi không biết tin tức của ấy là tôi tới thẳng nhà luôn á. Có chuyện gì xảy ra là tôi không chịu trách nhiệm mà. Dạ, em biết rồi ạ. Còn sao em làm gì nhìn tôi vậy? Của tôi là Tần Thủy Hoàng hả? Trời ơi, ê. Lần này tôi dám chắc chắn là ông nổi điên thiệt rồi đó. Mà trong hàng trăm cái điên á, điên tình là nguy hiểm nhất, khó trị nhất. Tôi nói lần này là bão táp tới rồi đó. Sếp không có điên, mà sếp đang rất đau khổ, mấy đứa không thấy hả? Thử nghĩ coi, người con gái mình yêu đi với người đàn ông khá sắp sửa rời xa mình vĩnh viễn, mà không biết giành lại bằng cách nào. Sếp đang rất cần có sự giúp đỡ. Chị em mình ngồi đây nói chuyện gì đâu không. Chị Tâm này, tụi em cũng quan tâm đến sếp lắm chứ bộ. Cũng đau lòng vì thấy sếp như vậy. Nhưng mà bên tình bên nghĩa biết làm sao giờ, khó lắm chú bộ. Khó gì mà khó, bây giờ tụi mình là mỗi người là động tay động chân động não đi, nghĩ cách gì giúp đỡ cho sếp đi. Trời ơi, miệng thì nói thương xót mà không giúp gì hết trơn rồi. Chị Tâm mà, chị biết là tại sao bọn mình phải như vậy mà. Thì bọn em cũng rất là thương sếp, thông cảm cho sếp, nhưng mà cũng không thể làm trái ý Huyền Diệu được. Tại vì Huyền Diệu rất tin tưởng em, mà em cũng đã hứa với cô ấy rồi. Bây giờ tụi mình phải làm sao đây? Được rồi, em lảng tránh anh chứ gì. Tránh anh đúng không? Được, anh tới thẳng nhà em luôn. Để cho em thấy là anh không bao giờ lừa dối em. Em là của anh, em là của anh. Không bao giờ anh lừa dối em. Vô đi. Sếp, sếp rất mệt mỏi đúng không? Chị thấy đó, tôi bây giờ không còn bình thường được nữa. Sếp ơi, sếp phải thật bình tĩnh, nếu không sẽ gây ra một thảm kịch ở đây. Sếp phải thật khéo léo trong cư xử. Tôi rất muốn nói chuyện với cô ấy nhưng không thể nào nói được hết. Thôi được, tôi sẽ tới nhà cô ấy và chờ cô ấy trở về. Sếp khỏi phải chờ, Huyền Diệu đã ở nhà. Bởi vậy tôi khuyên sếp một câu là cho dù bất cứ một cái lý do gì, sếp khỏi phải thật cư xử cho đúng đắn, không được nổi nóng với Huyền Diệu, nhớ chưa? Phải thật là bình tĩnh. Vậy là Huyền Diệu dẫn anh chàng Việt kiều đó về ra mắt bố mẹ mình phải không? Đúng là Huyền Diệu dẫn bạn trai ra mắt gia đình. Tại sao quay lại vội vàng như vậy được chứ? Thấy chưa, tôi đã nói với sếp rồi, sếp phải thật bình tĩnh, không được nổi nóng. Nếu mà sếp không muốn phá nát cuộc đời của mình thì đây là cơ hội duy nhất để sếp làm lại, lấy lại những gì mình đã mất, đúng chưa? Cái anh chàng Việt kiều kia so với sếp thì anh chàng có ưu điểm nhiều hơn. Bởi vậy cho dù sếp mắc một sai lầm nhỏ là sếp mất tất cả, mất luôn tình yêu của Huyền Diệu để dành cho sếp. Đáng lẽ mấy chị phải nói cho tôi hết tất cả những gì về Huyền Diệu. Tại sao lại giấu tôi? Bây giờ chị lại khuyên tôi bình tĩnh sao tất cả những chuyện đó. Thật là tôi không hiểu nổi. Tôi không hiểu nổi. Trời ơi, tụi tôi cũng có nỗi khổ tâm. Cái nhóm tụi tôi á, rất quý mến sếp, rất thông cảm với sếp. Nhưng mà Huyền Diệu cấm không cho ai nói hết trơn á. Bây giờ tôi thấy sếp là người cần được giúp đỡ, cho nên quyết định nói cho sếp nghe. Bởi vậy sếp đừng có la tụi tôi. Mấy chị lầm rồi. Đáng lẽ mấy chị phải nói cho tôi biết. Thôi được rồi, bây giờ tôi tới nhà Huyền Diệu. Sếp đi đi. Sếp nhớ không, làm đủ mọi cách giữ chân Huyền Diệu ở lại với chúng mình, nghe chưa? Bình tĩnh, nhẹ nhàng, không được nổi nóng, nhớ chưa? Chị Tâm à, cảm ơn chị. Sếp à, tôi hy vọng rằng linh cảm của tôi sẽ không sai. Chị Tâm à, sau tất cả những gì chị làm cho tôi ở SBBT thì đây là việc làm chị vì tôi mà tốt nhất đó. Tôi không làm chị thất vọng đâu. Tôi thề với chị, tôi sẽ mang Huyền Diệu về cho công ty. Các cô cứ ngồi đó đi. Và đừng bao giờ nghĩ rằng tôi cho phép ai mang Huyền Diệu ra khỏi công ty nha, hãy tin điều đó. Tôi không bao giờ cho phép ai mang Huyền Diệu ra khỏi công ty, cho dù các cô á, có cầu trời khẩn Phật cho Huyền Diệu và anh chàng Việt kiều đó sống chung với nhau. Anh An Đông ơi, anh giữ Huyền Diệu lại đi. Tụi tôi không muốn cô ấy đi đâu. Sếp ơi, tụi em chịu hết nổi rồi. Sếp hãy giữ bạn ấy ở lại với tụi em nha. Anh An Đông mà, thật ra thì tụi tôi không có ghét bỏ gì anh hết á. Nhưng mà tại vì tụi tôi cũng thương Huyền Diệu và cũng mong muốn cho những cái gì tốt đẹp nhất đến với Huyền Diệu thôi. Tất cả tụi tôi đều muốn Huyền Diệu ở lại. Anh làm một cái gì đó đi nha. Nhiều khi tụi em cũng cư xử ích kỷ với lại không phải với anh bỏ qua. Nhưng mà tụi em cũng chỉ muốn Huyền Diệu ở lại thôi. Anh Đông à, giá như anh cư xử khác đi một chút thì mọi chuyện cũng không như bây giờ. Ít nhất là cô ấy sẽ không bỏ đi. Tôi không để ai đưa Huyền Diệu đi đâu hết. Tôi thề với mọi người, tôi sẽ đưa cô ấy trở về đây, mình làm cho cô ấy hạnh phúc. Anh An Đông, đừng có đi. Tụi tôi yêu quý anh lắm. Anh An Đông à, tụi tôi đứa nào cũng yêu quý anh hết á. Anh An Đông à, bây giờ chỉ có một mình anh có thể giữ chân Huyền Diệu ở lại thôi. Tôi sẽ không đưa cô ấy đi đâu hết. Không ai có thể đưa cô ấy đi đâu hết. Anh An Đông, anh đi đâu vậy? Yên tâm đi, tôi đi chơi một chút. Ê, hay là ông đi kiếm Huyền Diệu? Nhưng mà anh đâu có biết Huyền Diệu ở đâu đâu mà tìm. Coi chừng chắc là sếp tới nhà của Huyền Diệu á. Nhưng mà chuyện gì chắc cũng phải để mai mới tính được. Cái gì mà mai? Mai là trễ rồi. Cái ông giám đốc công ty cũ của tôi á, cái ổng hồi đó tôi nói ổng đen như là cột nhà trái vậy đó. Mỗi lần ổng cười hàm răng ổng nó trắng nhợn, dòm thấy ớn lắm đó. Bự con, đô con lắm đó. Tôi nói cậu biết hồi nhỏ ổng làm nghề gì không? Ừ? Biết không? Làm sao biết được, tôi chưa nói sao cậu biết. Mần ruộng cực quá, khổ quá, quanh năm suốt tháng bán lưng cho trời, bán mặt cho đất, vậy mà không đủ ăn. Ông mới xoay nghề khác, phải xoay nghề khác thôi. Xoay quá hết nghề này, có xoay tới nghề kia, xoay tới nghề nọ không đủ ăn. Đó. Cuối cùng, ông đi học cái nghề thiên heo. Đó, cậu đừng cười. Thiên heo có gì đâu, cười nghề mà có gì đâu cười. Nghề thiên heo nhỏ vậy đó. Nghề nhỏ vậy mà ông xây dựng cả một cái cơ đồ của ông. Không vậy á. Bây giờ là ông thì thuộc về loại là hàng đại gia đó nha cậu. Bây giờ đó tôi đây hai bà con đây xuống đây. Diệu à, bố đang nhắc không, bà có nhớ ông giám đốc của công ty cũ tôi không? Ông Lam đó, ông mà bà hồi đó bà ưa chọc là ông Lãm, ông Lam hay làm đó. Ông siêu ông giỏi ông á. Ông cũng có đi qua Mỹ rồi, đi qua nước ngoài hoài, rồi có con, cho con là học hành ở bên đó, rồi cho con là làm việc ở bên đó luôn đó. Ông nó coi chân đưa cái hình ông chụp dưới cái tượng nữ thần tự do đó, đó. Ông đòi cho tôi mà tôi không lấy. con á, con ra cậu bạn con đi, hiểu không? Để mà nghe bố con nói như rửa là tỉnh tối luôn á. Nghe luôn. Dạ. Chắc là bố đã đưa cho anh ấy xem những giấy chứng nhận học hành của con rồi ấy mẹ ạ. Đi, đi. Ông giỏi đi, lắm. Đi. Giỏi. Thôi tôi xin lỗi ông ơi. Biết chưa ông tạm biệt anh Michael đi hỉ. Vì anh ấy đưa con gái mình đi rồi. Đi công chuyện rồi. Đi đâu á? Kìa. Bởi kỳ chứ. Nói vậy là sao? Nói vậy là chia tay á hả? Dạ đúng rồi. Chia tay. Cháu muốn mời Huyền Diệu đi dùng cơm tối. Nếu hai bác không phiền thì xin mời hai bác đi chung với tụi cháu. Thôi cảm ơn cậu. Tụi tôi ăn rồi. Tự nhiên. Cậu cứ tự nhiên đi. Mà bác chắc kỳ vậy. Nói chuyện ngắt lời quá hả? Tôi đang nói chuyện với cậu, tôi kể về cái chuyện ông Lam cậu nghe hả? Ông Lam đó hả? Tôi nói ông tính toán là ông tính nhẩm mấy con số thôi, tôi nói là còn giỏi hơn là máy tính đó. Đó. Mà tôi đã để ý nhiều người rồi, mà tôi thấy người ta không có khả năng đó. Đó. Hiếm có người nào có khả năng đó trừ con Diệu, bé Diệu nhà tôi. Diệu tôi đâu có khả năng đó. Thôi được rồi, trừ á là để mai mốt á, khi mố mà rảnh còn thời gian á, kể thêm cho cậu Michael nghe. Rửa hỉ? Rửa bà hiểu gì mà rửa, thì không biết chuyện gì nên nói cho nghe nè. Hồi nãy cậu Michael Tiến đây á, dạ, có nhã ý là mời vợ chồng mình, con Diệu luôn cả gia đình mình thì ra Hội An nghỉ ngơi. Nhưng mà tôi thì tôi chưa có đồng ý, tôi đang còn suy nghĩ. Tôi thấy công việc ở công ty SBBT nó nhiều lắm, nó chất đóng lạnh nhức đầu. Vâng, bố ạ. Chuyện này mình nói sau nhé bố nhé. Đúng rồi. Chú cảm ơn bác tất cả về mọi thứ. Và rất là vui được đến thăm hai bác ở đây. Và hy vọng sẽ gặp hai bác sớm ở Hội An. Không có gì đâu. Không sao. Nhưng mà... nhớ rồi. Đi đâu? Định đi đâu? Dạ, cháu định mời Huyền Diệu đến nhà hàng Domino. Vậy hả? Đi nhà hàng. Dạ. Thì đi ha. Nhưng mà nhớ về sớm nha con. Không được quyền về trễ đó nha. Vâng ạ. Thôi được rồi. Thưa bố mẹ con đi ạ. Thôi đi. Dạ, xin phép ạ. Dạ, chào cậu. Dạ. Đi nha, đi cẩn thận nha. Nè, cái bà công tàng tôn nữ Hương Giang. Tại sao mà mỗi lần tôi nói chuyện với khách bà cứ ngắt lời tôi là sao vậy? Hả? Bà cứ xử gì kỳ vậy? Bà thấy không? Dòm cậu ta là thấy cậu ta là con người lịch sự, đàng hoàng, có ăn có học đàng hoàng. Đó. Bà cứ ngắt lời tôi vậy là chẳng khác nào là bà cư xử với cậu ta là không đúng cách vậy. Thôi được rồi, tôi xin lỗi được chưa? Bị chứ á, tôi muốn nói chuyện về ông đây. Nói chuyện gì? Tôi với bà nói chuyện qua, nói chuyện lại, nói chuyện tới, nói chuyện lui mấy chục năm nay rồi bà chưa thấy chán tôi sao ạ? Thì ông cho tôi nói đi bây chứ, ông nghe không? Đi. Nói mới nghe được chứ. Con Huyền Diệu nhà mình á. Sao? Nó sẽ rời khỏi SBBT. Và nó đi ra Hội An với cậu Michael làm việc ở ngoài nữa. Cái gì kỳ vậy? Vậy là sao? Hả? Tại sao nó lại tính là nó nghĩ công ty SBBT nghĩa là sao? Bà nói tôi nghe rõ coi. Thì con nó có thể thu xếp được mọi chuyện ổn thỏa thôi. Ông đừng lo. Không lo làm sao được? Trời ơi, đang làm việc ở công ty SBBT đó, ổn thỏa như vậy. Lương lậu đàng hoàng, nhà cửa đàng hoàng, ở gần bố mẹ, công việc đầy đủ như vậy mà tự nhiên bây giờ bỏ đi làm xa là sao? Bọn nó tưởng đi làm xa sung sướng lắm hay sao vậy hả? Trời ơi, con nhỏ này không được, phải nghĩ cách khác, cái cách này là không được. Trời ơi, tôi không có muốn đi đâu xa hết trơn. Tôi muốn gia đình mình lúc nào cũng gần gũi nhau, ở gần bên nhau cũng như vậy nè, đủ rồi. Bây giờ tôi nói thiệt với bà, dù cái cậu Michael Tiến đó, nghe không? Cậu có hứa cho tôi một cái ngôi biệt thự to đùng hay là bự gì đó ở ngoài Hội An, tôi không đi là không đi, bà hiểu chưa? Nhưng mà mình ra ngoài nữa, mình không ở trốn nhà cậu ấy đâu mà ông lo. Thì ở đâu? Ở bãi biển à? Lượm ốc rồi lượm nghêu rồi nấu ăn à? Thì tôi nói với ông là chuyện chí cũng từ từ, ông lá chứ dự rửa. Ai tới à? Giờ ni mà ai tới rửa hè? Cái thằng ôm Ninh Lâm nó tới chứ gì, nó đói quá rồi bao tử nó thòng xuống tới đầu gối thì nó tới đây kiếm ăn chứ gì. Không phải, mấy ngày ní mô thầy nó nữa. Bà ra mở cửa đi. Dạ, cháu chào bác ạ. Xin lỗi, có chuyện gì mà anh đến giờ đi rồi? Dạ, cháu muốn gặp Huyền Diệu, cháu vô nhà được không bác? Nó không có ở nhà, mà tôi cũng không biết là đến khi mô mà nó về nữa hết á. Huyền Diệu đi với Michael phải không bác? Đúng rồi, nếu có chuyện chỉ cần á, đến sáng mai anh nói trong công ty đi. Dạ, không biết là bác có biết chuyện này hay không? Huyền Diệu xin nghỉ làm ở công ty cháu. Huyền Diệu ra Hội An làm việc với Michael. Nếu mà tối nay cháu không nói chuyện được với Huyền Diệu thì sáng ngày mai không còn kịp nữa. Cho nên là cháu rất cần được gặp Huyền Diệu. Mong bác thông cảm cho. Trời ơi, tôi không hiểu tại sao mà anh muốn can thiệp vào chuyện của nó rửa. Chuyện riêng tư của nó mà. Anh là chi của nó rửa, mà anh muốn sở hữu nó rửa. Tôi nói thiệt á, anh làm như rửa không được mô. Con tôi hiểu. Anh nên tôn trọng quyết định của nó đi. Cháu yêu Huyền Diệu. Cháu hứa với bác, cháu không bao giờ để cô ấy cô đơn hết. Cho nên cháu rất cần Huyền Diệu, cháu không thể để nào Huyền Diệu đi được. Trời ơi, thiệt tình. Tôi... À, cậu cần tôi giúp gì cậu? Dạ, cháu đến tìm Huyền Diệu nhưng mà Huyền Diệu không có nhà. Mà bác cho cháu vô nhà nói chuyện với hai bác được không ạ? Nè, anh cưng nói chuyện gì nữa? Bác cũng biết chuyện này mà, chuyện của cháu với Huyền Diệu. Bà làm gì bà cứ to to nhỏ nhỏ với cậu ta vậy hả? Ông ơi, ông cho tôi nói chuyện riêng về anh An Đông sĩ hỉ. À, chuyện riêng chuyện gì? Có chuyện gì nghiêm trọng mà giấu tôi phải không? Không, không chuyện chi hết đấy. Ông yên tâm đi. Nói chuyện gì mời cậu ta vô nhà ngồi nói chuyện đàng hoàng. Ai đứng ngoài đường ngoài ngõ nói chuyện vậy? Ừ? Mời cậu ta vô đi. Thôi được rồi, ông vô nghị đi. Cậu An Đông vô nhà ha? Dạ, nhà dạ. Nói chuyện gì với bà thì nói ha? Dạ. Tôi để cho hai người tự nhiên á. Rồi rồi, dạ, ông đi nghỉ đi. Dạ, cảm ơn bác. Không có gì mời anh ngồi. Anh An Đông à, tôi nói cho anh biết là tôi không đồng ý. Tôi không đồng ý anh nói cho nhà tôi, ông nhà tôi biết những chuyện xảy ra giữa anh và con gái tôi. Trời ơi, anh biết không, ông nhà tôi á, điên lên rồi chỉ giết chết anh thôi. Hơn nữa, anh để cho tôi nói đi. Anh sẽ giết chết thần tượng của ông ấy. Đó chính là con Huyền Diệu, là con gái tôi. Nhưng cháu cũng phải cho bác trai biết là cháu yêu con gái của hai bác chứ. Không cần, tôi nghĩ là không cần. Anh lừa dối ai chứ không thể lừa dối tôi được không? Tôi hiểu nỗi đau khổ của con gái tôi. Tôi hiểu những tổn thương mà nó phải chịu đựng. Anh hiểu chưa? Tôi là mẹ của nó mà. Tôi hiểu những giọt nước mắt mặn gạt của nó. Tôi hiểu những hơi thở nặng nhọc của nó. Và trời ơi, những cơn ác mộng không có đêm mô mà nó ngủ yên giấc được hết á. Bác à, xin bác nghe cháu nói. Giống như là bác đã từng lắng nghe Huyền Diệu nói. Cháu xin bác. Anh An Đông đi rồi à? Ừ, anh ấy đi rồi. Anh ấy đi đâu cậu có biết không? Trời ơi, làm sao mình biết được. Lúc nãy đứng đây này, thề sống thề chết với đám G7 rằng là sẽ lôi con bé Huyền Diệu về, không cho phép nó được rời khỏi công ty này. Thần kinh thế là cùng. Anh ấy định đi tìm cô ta thì chắc là vậy, mà mình cũng không biết đâu. Mà hình như là anh ấy không biết con bé ở đâu đâu mà tìm. Thôi cái gì để ngày mai rồi tính. Bây giờ tớ chẳng nghĩ được cái gì nữa cả. Mà hôm nay tớ không đưa cậu về được đâu. Tớ chỉ muốn ở một mình thôi. Ừ thôi, mình tự lo được rồi. Cậu về cậu nghỉ ngơi rồi cậu lo công việc của cậu đi. Đừng có buồn nha. Đêm nay ai đưa em về, mình em trên hè phố vắng. Chúc ngủ ngon nhá. Ừ. Đêm nay ai đưa em về. Phương Trinh. Vâng. Em về chứ vậy? Thì em đang đợi anh ấy nè. À, vậy hả? Vậy thì có cần anh đưa em về không? Thì em đợi anh để anh đưa em về chứ làm sao. Nhưng mà tối nay á, mình đi ăn cái gì nhẹ nhẹ đã xong rồi đi về. Em cũng mệt quá nên cần phải ngủ sớm, sáng mai còn đi làm nữa. Này, mà anh ấy nha, anh cũng cần phải ngủ sớm đấy. Thế sáng ngày mai em muốn 7 giờ rưỡi anh qua đón em ở nhà em nha. Được rồi, em muốn gì mà không được. Bây giờ mình đi ăn đúng không? Ừ. Sáng mai á, anh đón em lúc 7 giờ. Yên tâm đi. Mỗi buổi sáng á, anh dậy từ 5 giờ tập thể dục. Ok, vậy mình đi nha. Anh ơi, cầu thang máy bận rồi. Đi cầu thang bộ đi. Ok, em đói bụng lắm rồi phải không? Vậy mình đi, nhanh đi. Không biết chừng nào Ninh Lâm mới giải được hết bùa mê thuốc lú con tóc nói này nữa. Thì khi nào kẻ đào mỏ mà không tìm thấy chữ lượng quặng nào nữa? Cháu đã thực hiện một kế hoạch quyến rũ Huyền Diệu nhằm tranh thủ tình cảm của cô ấy để tránh cho công ty khỏi sụp đổ. Khi thực hiện kế hoạch đó thì cháu mới phát hiện ra một điều, hay nói đúng hơn là Huyền Diệu đã hé mở một cánh cửa làm cho cháu thấy mọi điều mà từ trước đến nay cháu chưa bao giờ biết. Khi đi bên cạnh cô ấy, thời gian đầu cháu rất tự tin, cháu luôn luôn kiểm soát mọi tình huống. Rồi dần dần, như có một cái gì đó rất lạ nó xuất hiện. Những tình cảm chân thành, sự lo lắng, sự tận tụy, nó làm cho cháu cảm thấy mình có tình cảm với Huyền Diệu từ khi nào. Ở bên cô ấy, cháu thấy mình rất bình an, rất thanh thản, rất yên lòng. Cháu mới hiểu được tình cảm của một người con gái dành cho mình như thế nào. Và cháu đã yêu bác à. Cháu đã yêu một người con gái hết sức tuyệt vời. Rằng anh không nói những điều đi cho nó biết. Dạ có, cháu có nói chứ. Chẳng những một lần mà nhiều lần lắm. Cháu còn viết thư, còn gửi thiệp để bày tỏ tình cảm của mình cho cô ấy biết. Nhưng từ khi cô ấy đọc được lá thư của anh Mạnh, mọi chuyện dở lỡ hết. Cô ấy không còn tin cháu, không tin rằng cháu yêu cô ấy thật lòng. Trong lúc nóng giận, cô ấy bỏ đi. Khi cô ấy bỏ đi rồi, cháu nghĩ mình đã chết đi. Cháu không còn thiết sống, cháu không muốn làm bất cứ điều gì cả. Trong lúc đó thì cháu có quay lại với Mai Lan, nhưng mọi việc chỉ nên tồi tệ hơn. Cho đến khi Huyền Diệu quay trở lại công ty giải quyết những chuyện pháp lý, thì cháu có nói với Huyền Diệu, nhưng mà hầu như cháu không còn cơ hội nào cả. Huyền Diệu không còn tin cháu. Trong trái tim của Huyền Diệu không còn cháu, hay nói đúng hơn là lòng tin của cô ấy dành cho cháu đã hoàn toàn bị mất. Cháu bất lực và tuyệt vọng bác à. Đúng. Theo như tôi hiểu thì con gái tôi không còn tin anh một chút nào nữa hết á. Cứ chung đường tôi và em, cứ như là đã yêu, vẫn không thành ra tình đâu. Dẫu luôn là có nhau, tôi và em đúng hai người thân. Thì yêu thế nào? Thì yêu thế nào? Thì yêu làm sao? Giống như là hai vì sao đến đêm cũng sáng thôi. Có bao giờ xa được nhau, vẫn không gần sát đâu. Tôi và em kết đôi bạn thân thế thôi. Người thân thế thôi. Cùng em những tiếng cười, bên em bao phút u buồn khóc. Em xinh hay xấu không cần, tôi nhìn em vẫn thân gần. Em và tôi thành đôi bạn thân không rời. Em và tôi một đôi. Bên em những lúc vui đây, chia cùng em những tiếng cười, bên em bao phút u buồn khóc. Em xinh hay xấu không cần, tôi nhìn em vẫn thân gần. Em và tôi thành đôi bạn thân không rời. Em và tôi một đôi.